Tôi không ngờ từ trước đến giờ tôi quen một người đàn ông tồi như anh đấy. Anh Hải nói chuyện chém gió cho vui thôi mà, em đừng hiểu lầm. Vui à? Thế bây giờ các anh đã thấy vui chưa? Từ trước đến giờ anh chỉ coi tôi như trò đùa của anh thôi đúng không? Anh yêu tôi nhưng anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, còn anh không coi tôi ra cái gì hết. Này cô dì ơi, váy rách kìa. Dạ vâng. Anh xem váy em có rách nhiều không? Em định làm bẽ mặt anh hay sao mặc cái váy rách ra đường thế này? Thì em có biết đâu, chắc là lúc phơi bị móc vào đâu nó mới rách như thế đấy chứ. Em thì hay lý do lắm. Sao có mỗi việc đi chơi với anh mà em cũng không chỉn chu được thế? Sao tự nhiên anh khó chịu với em đấy? Em có cố tình đâu. Nếu mà biết váy rách á, em đã không mặc ra đường rồi. Em đúng là phiền thật đấy. À, anh. Cái gì nữa? Hay là anh cho em mượn cái áo khoác ngoài của anh đi. Không được. Ơ, sao mà không được? Anh mặc hai áo cơ mà. Cái style của anh mặc là nó đang như thế này rồi. Cởi ra cho em còn ra cái thể thống gì nữa. À, thế hóa ra anh coi trọng cái style của mình hơn là che chắn cho em đúng không? Anh định để em mặc cái váy rách ra đường đúng không? Không phải. Nhưng mà sao lúc nào em cũng suy diễn ra để em dỗi anh được thế? Phiền thật đấy. Anh... chia tay đi. Tự dưng có mỗi cái chuyện nhỏ nhặt như thế này mà đòi chia tay. Em anh à? Sao em cứ chuyện bé xé ra to ấy nhỉ? Nhỏ nhặt. Cái lúc mà anh tán tôi ấy thì chính vì những cái nhỏ nhặt này mà tôi mới yêu anh đấy. Anh ơi, tự nhiên em đau chân quá. Sao thế? Đau chân nào? Em ngồi xuống đây đã. Em không biết bị sao nhưng mà tự nhiên nó đau như bị bỏng ấy. Chết, sưng hết lên rồi đây này. Chắc là do em đeo guốc lâu quá. Anh bảo này, nếu lần sau em đi chiếc guốc chỉ để hợp với cái váy mà khiến em phải đau chân thì anh cấm tuyệt đối nhá. Nhưng mà cái váy này chỉ hợp với đôi guốc này thôi, chứ đi những cái khác nó không được đẹp. Anh không quan tâm. Nếu là đi cùng những người khác thì anh không nói. Nhưng đi với anh chỉ muốn em thoải mái thôi. Mà anh không lên ghế ngồi đi, cứ ngồi mãi dưới đấy làm gì? Bóp chân cho em chứ gì nữa. Nghề này là nghề của anh mà. Ngày xưa mỗi lần mẹ bị đau nhức hay là đau khớp vai, anh đều bóp cho mẹ, mẹ thích lắm đấy. Anh tâm lý quá đấy. Thì anh phải tâm lý với người anh yêu chứ. Sao cái chuyện này mà em cũng đem ra so sánh được là thế nào? Em đúng rồi. Đúng là sao? Em không so sánh gì hết. Nhưng chính anh là người thay đổi đấy. Tóm lại bây giờ đi tiếp hay đi về? Anh... em lớn rồi. Bạn bè 3-4 đứa con rồi. Em phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ. Anh quan tâm em như thế em còn muốn nào nữa? Cái gì? Anh mà quan tâm em á? Đang nhẹ ra những cái việc này phải đàn bà con gái làm, đàn ông con trai như mình làm không hợp tí nào. Làm gì đấy hả? Thì anh đang khâu cái váy cho em chứ gì nữa. Ở đây ai mượn anh khâu? Em với anh chia tay rồi, em không cần anh làm những việc này. Anh đang khâu em giật như thế nó rách thêm thì làm sao? Rách thì kệ tôi, váy của tôi muốn làm gì tôi làm. Chẳng phải anh xin lỗi em rồi sao? Thôi tha lỗi cho anh đi mà. Em có biết là 3 đêm rồi anh mất ngủ vì nhớ em không? Anh nhớ em không thể nào chịu được ý. Anh cũng biết là bản thân mình vô tâm, hờ hững. Nhưng cũng tại anh tưởng em lớn rồi nên anh không làm cho em nhiều việc. Anh hứa từ giờ trở đi anh sẽ quan tâm, yêu thương và luôn chăm sóc em. Anh có chắc không? Anh chắc mà. Em tha thứ cho anh đi. Anh xin em đấy. Thiếu em anh không thể nào sống được. Úi giời ơi. Thôi được rồi, lần này em tha thứ cho anh. Nhưng mà không có lần sau đâu đấy. Thôi được rồi, đưa váy đây anh khâu cho. Mà thôi em khâu nốt đi này. Ok ok. Đấy đây, khâu đi, anh đang khâu dở chỗ này đấy. Ok, anh Nam. Tao thắc mắc nên mới hỏi. Mà trông hai đứa đẹp đôi như thế này mà chia tay phí nhỉ. Cái thằng này. Anh ngồi uống nước với anh Hải, em đi vệ sinh chút nhá. Ừ, em đi đi. Ghê quá nhờ, quan tâm người yêu ghê thế, sợ mất nó à? Mất cái gì, con này tính nó trẻ con lắm, dỗi thì dỗ nó tí là được mà, rảnh đâu mà sợ mất. Thì ra là thế, nếu đã như vậy thì chia tay đi cho xong. Dạ, chia tay thì lại đơn giản quá, cái vấn đề ở đây
là tao cần người đi chơi mỗi tối. Với lại đêm đêm tao ấy ấy nữa, hiểu chưa? Ghê nhá, thằng này có tính toán ghê nhỉ. Được đấy. Hiểu gì? Hai anh đã hiểu được chuyện gì rồi? Mà anh Nam, sao anh giật mình ghê thế? Đâu, có gì đâu em. Tôi không ngờ, từ trước đến giờ tôi quen một người đàn ông tồi như anh đấy. Anh với Hải nói chuyện chém gió cho vui thôi mà, em đừng hiểu lầm. Vui à? Thế bây giờ các anh đã thấy vui chưa? Từ trước đến giờ anh chỉ coi tôi như trò đùa của anh thôi đúng không? Anh yêu tôi nhưng anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, còn anh không coi tôi ra cái gì hết. Còn anh nữa, anh Hải ạ, anh xem, nếu mà chơi với bạn, giúp bạn tốt lên được á thì hãy chơi. Còn thấy bạn sai mà cứ hùa vào như thế thì chỉ có vứt đi thôi. Nếu sau này anh Nam có người yêu mới ấy, em nhờ anh nhắn cho cô ta là đừng có mà ngu như tôi. Hồng Anh, tại mày, tao có biết cái gì đâu.